Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ một số cái lý do vì sao mà mình nhận cái tiền hoàn thuế tax refund của 2021 tax return nó chậm như vậy. Nếu như quý vị biết mà quý vị chưa khai thuế thì quý vị có thể là tránh những cái trường hợp này xảy ra để mình có thể nhận được cái tiền hoàn thuế một cách nhanh nhất cho gia đình của mình. Thì dĩ nhiên rằng là cũng có anh chị là đã nhận được cái tiền hoàn thuế rồi, khai thuế rất là sớm và nhận được cái tiền hoàn thuế rồi, nhưng mà cũng có một số anh chị vào check cái status thì cũng chưa nhận được cái số tiền này. Và một số cái lý do mà bên sở thuế cũng như là HR Block họ chia sẻ thì Ngọc sẽ chia sẻ trong cái video này. Ngoài ra thì cái đoạn đầu của video này Ngọc xin chia sẻ cho quý vị về cái khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Mỹ đã chấp thuận một cái khoản viện trợ lên tới là 350 triệu đồng cho nước Ukraine. Thì đây là một cái khoản viện trợ quân sự mà trên rất là nhiều cái bài báo họ chia sẻ. Đặc biệt ở đây thì Ngọc đưa lên cái hình của tờ báo foxnews.com. Họ nói rằng là Ukraine nhận được một cái khoản viện trợ là khoảng là 350 triệu đồng thêm nha quý vị. Đây là một cái khoản viện trợ thêm đó. Mỹ đã viện trợ Ukraine những cái đợt trước rồi, đợt này là thêm. Thì tổng cộng những cái đợt trong vòng năm qua là lên tới là 1 tỷ đồng để viện trợ Ukraine từ Mỹ. Thì cái này đó là một cái khoản viện trợ quân sự để làm gì? Để Ukraine có thể chống lại cái cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine và để họ phòng thủ, để bảo vệ đất nước của họ. Thì cái này nó bao gồm là gì? Vũ khí chống xe tăng nè, vũ khí hạng nhẹ nè, rồi áo giáp, đạn dược nhằm để mà hỗ trợ binh lính của Ukraine. Trong một số cái bài báo thì họ cũng có xác nhận rằng là trong vòng một năm qua là Mỹ đã viện trợ Ukraine hoặc là đã committed để mà viện trợ Ukraine là hơn 1 tỷ đồng rồi. Và cái nội dung thứ hai Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị là vì sao mình chậm nhận được cái tiền hoàn thuế tax refund cho 2021 tax returns. Thì Ngọc sẽ chia sẻ một số cái nội dung, một số cái lý do để chúng ta cùng nhau theo dõi và tránh những cái trường hợp là mình mắc những cái lỗi này, quý vị nha. Những cái nào mà mình tránh được dễ dàng thì mình tránh, còn những cái nào mà mình nên xem lại cái hồ sơ của mình thì mình nên xem lại kỹ càng trước khi mà mình gửi cái hồ sơ của mình đi quý vị ha. Thì ở đây bên sở thuế họ có nói rằng nếu như mà quý vị muốn kiểm tra xem thử cái status của cái tiền hoàn thuế của mình là như thế nào thì quý vị có thể kiểm tra bằng hai cách qua mạng. Thứ nhất là quý vị vào cái trang của sở thuế và điền cái thông tin vào cái chỗ mà Where's my refund, thì điền thông tin vào thì họ sẽ cho mình biết là cái refund status là như thế nào, hoặc là quý vị tải cái app IRS to go về cái điện thoại của mình và dùng cái app đó để mà kiểm tra. Nhưng mà họ nói rằng là kiểm tra một ngày một lần thôi, cứ overnight, cứ mỗi đêm như vậy là họ cứ update, cho nên là sáng kiểm tra rồi thì chiều đừng có kiểm tra nữa quý vị nha. Sáng kiểm tra rồi thì phải đợi qua đêm ngày mai thì kiểm tra lại. Thì quý vị chỉ cần file xong là 24 tiếng đồng hồ sau là quý vị có thể kiểm tra cái status của cái tiền refund rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng là nhiều người vẫn chưa nhận được cái tiền refund. Có khoảng 4 triệu hồ sơ là đã nhận được cái tiền refund khoảng là 10 tỷ hay sao á, 9 thì mấy 10 tỷ gì đó. Thì mỗi hồ sơ như vậy trung bình là nhận được 2.000 mấy. Nói chung á, là vẫn nhiều người chưa nhận được cái tiền refund. Ở đây đặc biệt một cái điều mà chúng ta lưu ý về hai cái chương trình này và cái lý do người ta chậm nữa là ở đây là như thế này quý vị. Lý do thứ nhất mà Ngọc xin nhắc lại là bởi vì sao? Bởi vì kênh của Ngọc, Ngọc chia sẻ rất là nhiều về cái chương trình EITC. Thì cái chương trình EITC này là dành cho những hộ gia đình có income thấp và income trung bình. Thì ở đây người ta nói nếu như mà quý vị có claim cái chương trình EITC Earned Income Tax Credit hoặc là có claim cái chương trình tín dụng thuế dành cho trẻ em mà bổ sung á, chương trình bổ sung cho cái chương trình tín dụng thuế Additional Child Tax Credit ACTC quý vị nha, thì cái tiền refund của quý vị sẽ được gửi ra sớm nhất là vào giữa tháng 2. Giữa tháng 2 là sớm nhất nếu như quý vị khai thuế là sớm, ví dụ như là khai thuế xong thường thường là 21 ngày, trong vòng 21 ngày quý vị nhận được cái tiền hoàn thuế đúng không? Nhưng mà nếu như quý vị có claim cái chương trình EITC thì sớm nhất họ gửi ra là vào giữa tháng 2. Nhưng mà
Có một số cái update ở trên HR Blocks, người ta nói rằng á là từ giữa tháng 2 nhưng mà có thể đến cái tuần đầu tiên của tháng 3 quý vị mới nhận được cái tiền hoàn thuế nếu như quý vị có claim cái EITC và cái hồ sơ quý vị là claim là trên 21 ngày rồi. Đó, thì quý vị đợi nha, có thể là đầu tháng 3 quý vị sẽ nhận được cái tiền hoàn thuế của mình. Cái lý do thứ hai á, là một số gia đình của mình là nhận thiếu hoặc là chưa nhận cái tiền stimulus checks lần thứ ba. Thì nhiều khi khi mà mình chưa nhận hoặc là nhận thiếu á, là mình phải claim cái ORC, cái dòng 30 của cái giấy thuế 1040. Đúng không vậy? Quý vị phải làm cái claim này để mình xin lại những cái tấm chắc mà mình đủ điều kiện mà chưa được nhận. Nếu như quý vị đủ điều kiện mà đã nhận được cái tấm chắc 1.400 cho gia đình của mình rồi thì không cần claim gì quý vị nha. Đó. Nếu như mà nhận nhưng mà nhận còn thiếu thì mình claim cái phần còn thiếu. Nhưng mà phải biết cái con số chính xác mình cần phải claim là cái con số gì, bao nhiêu. Tại vì nếu như mà quý vị claim mà quý vị không biết là mình claim bao nhiêu, cái số tiền bao nhiêu, người ta yêu cầu là chính xác nha. Nếu như không chính xác thì cái hệ thống của IRS tự nhiên nó sẽ báo cái hồ sơ của mình là không khớp á. Thì... và nó đòi hỏi là nhân viên họ sẽ review cái hồ sơ của mình, thì điều đó nó sẽ làm cho cái hồ sơ của mình chậm đi một chút xíu. Chậm á, thì cái tiền refund nó sẽ về chậm. Cho nên là quý vị nên vào cái IRS Online Account xem thử là cái hồ sơ của mình như thế nào, cái tấm chắc lần thứ ba đã được gửi ra chưa, và có thể là người ta sẽ biết báo cho mình biết là cụ thể là tấm chắc lần thứ ba gửi ra là mấy đợt. Có thể là một đợt, có thể là chia làm hai đợt, và mỗi đợt là bao nhiêu tiền. Thì quý vị cộng trừ lại xem thử mình thiếu bao nhiêu. Còn nếu như mà người ta đã nói rằng người ta gửi ra đủ hết rồi mà mình vẫn chưa nhận được đủ, thì quý vị nên làm theo những cái bước là có thể quý vị phải request trace payment. Đó. Thì trace payment thì bên IRS người ta cũng hướng dẫn, và Ngọc cũng hướng dẫn trong một cái video cách đây mấy tháng rồi quý vị nha. Bây giờ nếu như quý vị muốn coi lại thì quý vị phải vào cái trang IRS coi. Còn nếu như mà Ngọc rảnh thì Ngọc sẽ làm thêm những cái video như vậy. Những cái trường hợp này thì không nhiều quý vị. Còn nếu như mà trường hợp quý vị đã nhận đủ rồi mà nhận cái lá thư 6475 á, thì quý vị giữ cái lá thư đã làm kỷ niệm, chúng ta không cần phải claim IRC trong hồ sơ thuế tại vì mình đã nhận đủ rồi. Chỉ có ai nhận thiếu và chưa nhận thì mới claim IRC quý vị nha. Rồi bây giờ cái lý do thứ ba là gì? Bên IRS họ trừ nợ. Họ trừ nợ thì bây giờ họ sẽ xét những cái trường hợp là offset cái tiền hoàn thuế của mình. Ví dụ như là mình có nợ thuế, sợ thuế thì bắt đầu là họ offset những cái refund đó, họ trừ. Ví dụ quý vị nợ 2.000, quý vị có những cái tiền hoàn thuế là tiền tax credit bao nhiêu đó, người ta cấn trừ ra, rồi cái phần còn lại mình nhận được bao nhiêu thì người ta gửi cho mình, thì cần có cái thời gian thêm để người ta xét những cái trường hợp. Một số cái trường hợp mình chịu trừ nợ là mình có những cái past due child support mà mình chưa trả, hoặc là mình nợ chính phủ, nợ thuế tiểu bang, rồi nợ những cái agency của liên bang, rồi nợ cái tiền overpayment của cái tiền trợ cấp thất nghiệp mình chưa trả, thì có thể là bên thuế họ sẽ trừ nợ những cái khoản này. Đó, thì những cái trường hợp trừ nợ như vậy thì nếu như mà mình cảm thấy rằng nó không có hợp lý thì mình có thể làm appeal quý vị nha. Rồi bây giờ có một cái điều nữa chúng ta nên lưu ý là chúng ta phải xem hai cái lá thư, đặc biệt là cái lá thư 6419 nếu như nhà cần mình có con và mình muốn claim cái phần còn lại của cái chương trình Child Tax Credit 3.000-3.600. Thì quý vị biết rằng cái lá thư 6419 này, người ta đã thông báo rằng là có một số trường hợp là cái lá thư 6419 này nó có những cái thông tin là sai, không có khớp với những cái thông tin bên sở thuế. Cho nên là nhiều khi khi mà quý vị dùng cái lá thư này, quý vị điền những cái thông tin sai trên cái lá thư đó mà không phải lỗi cho mình quý vị nha, lỗi bên sở thuế. Họ nói rằng là bây giờ sử dụng cái thông tin trên lá thư này để khai thuế, thì bây giờ mình sử dụng thì mình mới biết rằng là cái này nó sai, mà mình vẫn sử dụng thì cái tiền hoàn thuế của mình nó sẽ bị chậm, tại vì bên cái hệ thống của sở thuế với lại cái nội dung trong lá thư nó không có khớp với nhau, thì dĩ nhiên rằng cái hệ thống nó sẽ đặt cái câu hỏi và người ta sẽ yêu cầu là nhân viên là phải review cái hồ sơ thuế của chẳng hạn. Thì ở đây có quý vị có thể làm một điều nữa để tránh cái trường hợp refund của mình đặc biệt bị delay, là quý vị vào cái trang IRS Online Account để kiểm tra xem thử là cái con số thật sự là như thế nào, thì quý vị có thể là điền cái con số đúng trong cái
thì như cái schedule 8812 thì phải, thì quý vị lưu ý cái điều này nha. Nếu như mà quý vị chưa khai thuế thì quý vị lưu ý điều này để tránh cái trường hợp là refunds của mình bị chậm. Rồi bây giờ có một số cái trường hợp nữa là lý do thứ năm mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị để tránh cái trường hợp là cái hồ sơ thuế của mình là bị chậm cái tiền hoàn thuế, tức là bên IRS họ cần review một số hồ sơ. Ví dụ như là mình là một trong những cái nạn nhân của đánh cắp danh tính chẳng hạn ha, không phải là mình đánh cắp danh tính của người khác mà mình là nạn nhân bị người khác ăn cắp danh tính, hoặc là người ta đang nghi ngờ những cái trường hợp như vậy và nó liên quan đến cái hồ sơ của mình và người ta có thể phải review cái hồ sơ thuế của mình quý vị ha, thì mình sẽ phải đợi lâu hơn một chút xíu, hoặc là đơn giản là bên sở thuế họ làm việc chậm quá tại vì hồ sơ nó quá tải thì mình phải đợi thôi. Đó là cái lý do đơn giản nhất, nhưng mà nhiều khi á, nói vậy thì nó chung chung quá, thì ở đây mình chia sẻ, mình đào sâu vô, mình tìm hiểu những cái nguyên nhân, thì cụ thể là có những cái trường hợp là cái hồ sơ của mình là bị audit, bị IRS người ta sờ gáy những cái hồ sơ của những năm trước cho nên là năm nay thì nó cũng chậm đó, hoặc là những cái năm trước quý vị đủ điều kiện mà quý vị không khai thuế thì nó cũng sẽ làm chậm cái tiền refund của quý vị trong cái 2021 tax returns này. Cho nên là nhiều khi mình nên biết những cái lý do vì sao để mình tránh những cái trường hợp quý vị nha. E-file là nhanh nhất, direct deposit để người ta gửi cái tiền refund về tài khoản của mình thì nhanh nhất. Còn không thì mình phải đợi cái tấm chắc gửi về nhà của mình. Rồi những cái con số mà mình điền vào phải thật chính xác quý vị nha. Mình phải kiểm tra thông tin về cá nhân, tên tuổi, số social, con của mình, tên gì, ngày tháng, năm sinh. Rồi những cái con số trên đó là mình khai có chính xác hay không. Ví dụ như W2 rồi 1099, những cái con số như thế nào thì mình phải kiểm tra lại những con số đó chính xác hay không. Tại vì nhiều khi mình nhập vào cái software nó không chính xác. Rồi nhiều khi mình đem ra dịch vụ đó quý vị, rồi họ nhập vào nó không chính xác thì mình có cái trách nhiệm hoàn toàn, tại vì đó là hồ sơ của mình thì mình phải kiểm tra quý vị nha. Và kiểm tra tất cả những cái lá thư mà bên IRS người ta gửi về, đặc biệt là 6419 và 6475. 6419 là cái tiền 3.000, 3.600, 6475 là cái tiền 1.400 đó quý vị. Đó, cho nên là cái IRS account là một cái hồ sơ rất là quan trọng, quý vị có thể vào đó xem những cái con số. Nếu như mà mình cảm thấy là những cái lá thư mình nhận và những cái con số trên cái trang đó nó hơi khác nhau thì mình nên đặt câu hỏi và mình có thể hỏi những cái người khai thuế cho mình quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo và xin chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và giữ gìn sức khỏe nha quý vị nha. Bye bye now.